ít nhất 2 người chết trong vụ tấn công đền Kabul Si. Theo Reuters, ít nhất 2 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một cuộc tấn công vào một ngôi đền của đạo Si ở thủ đô Afghanistan hôm thứ Bảy, ngày 18 tháng 6, nhưng chưa có tuyên bố nhận trách nhiệm bất kỳ nhóm nào. Các nhân chứng cho biết một trận đấu súng đã nổ ra và sau đó là một vụ nổ làm rung chuyển khu vực khi một chiếc xe chở đầy thuốc nổ phát nổ, khói bốc ra nghi ngút khắp khu vực. Những người lính Taliban cuối cùng đã bảo vệ được khu vực. Theo các thành viên cộng đồng và báo cáo của các phương tiện truyền thông, người Si là một thiểu số tôn giáo nhỏ. Ở Afghanistan phần lớn là người Hồi giáo, bao gồm khoảng 300 thành viên khi đất nước sụp đổ vào tay Taliban. Nhiều người đã rời khỏi đất nước sau khi diễn ra cuộc tiếp quản. Cộng đồng người Si, giống như các nhóm thiểu số tôn giáo khác, là mục tiêu bạo lực liên tục ở Afghanistan. Một cuộc tấn công của nhà nước Hồi giáo tại một ngôi đền khác ở Kabul vào năm 2020 đã giết chết 25 người. Các nhà cầm quyền Taliban của Afghanistan nói rằng họ đã đảm bảo an ninh cho đất nước kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 8. Nhưng các quan chức và nhà phân tích quốc tế cho rằng nguy cơ bùng nổ lực lượng quân sự vẫn còn. Nhiều cuộc tấn công đã diễn ra trong những tháng gần đây, với một số vụ do nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo tự xưng